Hello, xin chào anh em, mình là Vinh và sau đây mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm, đó là một cái máy khoan pin sử dụng gia đình, chất lượng và giá rất là tốt của hãng DCA. Đó là con ADJZ0910 với giá chỉ có 1.634.000, một mức giá rất là hấp dẫn dành cho những anh em đang có nhu cầu mua sử dụng gia đình. DCA là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng tại Trung Quốc, gần như là số 1 tại Trung Quốc về dụng cụ cầm tay, máy móc dụng cụ cầm tay. Vì chất lượng, bên Trung Quốc thì cái thương hiệu đó là Dongchen. Về Việt Nam thì Dongchen vẫn có bán vào thị trường miền Bắc, DCA thì bán thị trường miền Nam. Hai sản phẩm là một y chang nhau, chẳng khác nhau cái gì hết, chỉ khác nhau cái hiệu thôi, cùng một nhà máy sản xuất. Thì đây là một cái dòng máy khoan pin chất lượng dành cho những anh em nào đang có nhu cầu mua sử dụng gia đình, với mức giá vô cùng cạnh tranh so với những hãng như Makita, Bosch hay là Stanley DeWatt, nhưng tốt hơn hãng so với là Inco hay là Toto vân vân. Thì đây là một cái dòng máy khoan pin giá rất là tốt ha. Cái con này thì nó có những cái thông số gì đặc biệt thì mình sẽ cùng nhau xem cận cảnh cũng như là xem những cái thông số của chúng ta. Đây, trong một bộ như thế này nó sẽ có bao gồm một máy, hai pin và một sạc. Con này nó khả năng khoan bắt dít được 7 mm, tốc độ không tải là từ 0 đến 700 vòng trên phút và lực xiết tới là 25 Nm/m. Vì nó không có tắp chỉnh tốc độ nên là nó chơi một lần là chơi hết lực. Khả năng vặn khoan gỗ là 20 mm, khoan thép là 10, khoan sắt, khoan thép, khoan gì là tùy mũi khoan của anh em, và nặng chỉ có 1 kg. Nếu mà không bỏ có cục pin nha, còn có cục pin vô nó sẽ nặng hơn. Cái này sử dụng động cơ có chở than nha anh em. Đương nhiên rồi, với mức giá 1.600.000 như vậy thôi thì không thể nào chúng ta có một sản phẩm mà không than được. Và con này thì được cái trang bị cho mình một cái cục sạc rất là ngon. Sạc của hãng DCA luôn là cục sạc chất lượng. Sạc này là output 12V là 3A. Ngon lành chưa? Và sạc này là sạc đốc đàng hoàng. Sạc này sử dụng điện 220 hoặc là điện 110 cũng sử dụng được luôn. Ngon chưa? Cả 220 và 110 đều sử dụng được hết. Đầu này là đầu kẹp Autolock 10 ly và con này có 16 cộng 1 cấp độ trượt. Rất là ngon. Máy này là máy chuyên khoan bắt dít, chuyên khoan và bắt dít nha anh em. Đây mình sẽ lấy ra cho anh em xem. Tốc độ rất là chậm nên là anh em sử dụng cái máy này thì rất là an toàn trong việc chúng ta sử dụng bắt vít những cái linh kiện liên quan đến nhựa, liên quan đến những cái chi tiết dễ để bể vỡ. Đây, trên thân máy nó có cái tốc, có phần để chúng ta xem. Đây là tốc độ của nó, chỉ có 600 vòng trên một phút thôi. Thì tại sao nó lại sản xuất ra một cái máy gì mà chậm rì như vậy? Đây, thì mình sẽ cho anh em xem. Với một số trường hợp anh em sử dụng không quen thì chúng ta bắt vô những cái ống nước như thế này, vít vô ống nước như thế này thì có nguy cơ là bị bể, bị vỡ ống nước, đặc biệt là những anh em làm trong ngành sửa chữa xe máy hay là ô tô. Khi anh em bắt những con vít vô những cái dàn áo xe thì nếu mà một cái máy tốc độ quá cao, người thợ không có kỹ năng sử dụng quen, hoặc là chúng ta sơ sẩy một cái gì đó thì có thể ảnh hưởng đến một cái tai nạn, ảnh hưởng đến là chúng ta có thể đền một cái chi tiết rất là mắc tiền trên chiếc xe. Thì bây giờ cái máy này thì anh em khoan, anh em bắt dít nó rất là nhẹ nhàng, tại vì nó rất là chậm, chỉ có 600 vòng trên một phút nên anh em bắt cứ thoải mái nhẹ nhàng, không có sao hết. Hoặc là những anh em làm những công việc liên quan đến sửa chữa những cái máy móc khác thì khi mà anh em muốn mở những cái con ốc trên máy móc thì cái máy này mở rất là ngon. So với một cái con bắt vít điện tử mà của Makita hay Bosch á, chẳng hạn như Bosch Go, thì cái máy này tốc độ nhanh hơn hẳn, con kia có 250 trên vòng trên một phút thôi, con này tới 600 vòng, nó tới gấp 3 lần ha, gần gấp 3 lần. Nhưng mà so với những cái máy khoan mà chuyên khoan trong ngành gỗ thì nó hơi chậm ha. Còn cái này anh em dùng để khoan sắt thì rất là ngon luôn, khoan sắt rất là ngon, thì khoan sắt không cần tốc độ cao, khoan sắt chỉ cần tốc độ chậm thôi. Anh em nào đang phân vân mua một cái máy khoan pin chất lượng tốt mà giá thành vừa phải thì DCA là một lựa chọn, mình có thể nói là ngon nhất cho anh em luôn á. Tại vì sao? Chất lượng, mình mới nói nha, phải có hai yếu tố khía cạnh, vừa chất lượng mà vừa xịn thì đó là DCA, và giá rẻ nữa, cộng thêm cái giá rẻ nữa, không rẻ nữa thì không khác, tại vì xịn thì có thể mua Makita, DeWatt thì nó phải ngon hơn rồi. Còn cái được cái là giá rẻ nữa mà bảo hành là 6 tháng, chính hãng bao gồm cả pin sạc. Quá nhiều cái ưu điểm như vậy thì tại sao chúng ta không đầu tư? Gần Tết rồi, nếu mà chúng ta có nhu cầu mua thì anh em mua ha. Tại vì sửa chữa nhà cửa này nọ chúng ta sẽ cần đến một cái máy khoan. Máy khoan này anh em vẫn có thể sử dụng để khoan mồi, bắt dít và khoan tường nhẹ. Anh em muốn khoan để bắt mấy con tắc kê, hoặc là anh em muốn dùng cái mũi khoan Unica với vít không tắc kê thì cũng rất là thoải mái luôn, không phải vấn đề gì hết trơn á. Rồi, 1.667.000, anh em hãy lên website của Store là 1 ngay bây giờ để có thể tiến hành đặt hàng. Mã sản phẩm là ADJZ09-10. Và sản phẩm này đang có sẵn trên website, anh em có thể đặt hàng, và hàng này có thể giao hàng siêu đi, tại vì giá trị nó không cao,
1.634.000 thôi anh em, 1.634.000. Nãy giờ mình nói lộn ha, 1634. Đó, một máy, hai pin, một sạc. Anh em cứ đặt hàng ở trên website của mình nha, hoặc là bình luận dưới bình luận video này, hoặc là điện thoại, số điện thoại 0287 300 7368, hoặc số điện thoại 0901 835 483. Ok, tuyệt vời mặt trời. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của Slow 1 ngay bây giờ. Đây, nhấn vô để đăng ký không bỏ lỡ bất kỳ một video nào khác hết. Nhớ chia sẻ video này nếu anh em thấy nó hữu ích. Cảm ơn anh em đã xem. Chúc anh em có một ngày làm việc tuyệt vời. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Yeah.